Xin chào tất cả mọi người. Mình là Duy Bình, là sinh viên khoa võ thuật công nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng và là vận động viên của bộ môn võ thuật cổ truyền. Như các bạn đã biết, chúng ta đang sống trong một thời đại mà những giá trị tinh thần dân tộc được đề cao, nơi mà sức khỏe là một phần thiết yếu để xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Vậy làm sao để chúng ta vừa có thể tôn vinh giá trị tinh thần dân tộc, vừa có thể rèn luyện được sức khỏe? Thưa quý vị, vì lẽ đó mà hôm nay chúng em, những sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ đưa mọi người đi tìm câu trả lời qua những câu chuyện của những môn sinh hiện đang tập luyện võ thuật cổ truyền dân tộc Việt Nam tại nhà thi đấu quận 7. Chào em, thì hôm nay chị muốn phỏng vấn em một số câu hỏi về bộ môn võ cổ truyền ha. Thì cho chị hỏi là em tên gì và năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Quỳnh Long, năm nay 12 tuổi. Thì cho chị hỏi là vì lý do nào mà em biết đến bộ môn võ cổ truyền? Dạ, vì lý do trên mạng đam mê theo đuổi. Em nghĩ độ phổ biến của bộ môn võ cổ truyền ở nước Việt Nam mình hiện nay là gì? Ý là em nghĩ có nhiều người cũng đang tập môn võ cổ truyền không? Dạ, em nghĩ có nhiều người tập môn võ cổ truyền tại vì người ta đã có đam mê, ý chí theo đuổi. Và điều gì khiến em quyết định tập bộ môn võ cổ truyền? Dạ, vì đam mê, vì vì tổ quốc, vì mọi người. Vậy thì chắc chắn là em tập võ cổ truyền tới bây giờ là được bao lâu rồi? Dạ, em tập võ cổ truyền bây giờ là tới 6 năm. 6 năm? Vậy thì sau 6 năm thì em cảm thấy là bản thân mình có nhận được những lợi ích gì không? Dạ, là tự tin hơn trong mọi vấn đề, với lại có chút kỹ năng để ứng phó với mọi tình huống. Vậy thì em có nghĩ là nên có nhiều người tập môn võ cổ truyền hơn không? Dạ, em nghĩ là có, tại vì giúp mọi người gắn kết với nhau. Ở võ cổ truyền có thể giúp tăng khả năng bảo vệ bản thân, tính cá nhân hơn. Cảm ơn em. Chào em, thì hôm nay chị muốn phỏng vấn em một số câu hỏi về môn võ cổ truyền ha. Thì cho em hỏi là em tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Em tên Khôi, em nay 18 tuổi rồi. Cho chị hỏi một xíu là lý do vì sao em biết đến bộ môn võ cổ truyền? Em theo học từ nhỏ, thấy mọi người học thì mình thích thì mình vô mình học thôi. Em nghĩ sao về độ phổ biến của bộ môn võ cổ truyền hiện nay? Em nghĩ có nhiều người cũng đang tập võ cổ truyền không? Võ cổ truyền thì em thấy hầu như là cả Việt Nam tỉnh nào cũng có. Nó môn này nó cũng xuất hiện lâu rồi mà có rất là nhiều người thích và theo đuổi. Em thấy vậy. Mà điều gì khiến cho em quyết định là mình sẽ tập môn võ cổ truyền? Dạ. Điều gì khiến cho em quyết định là mình sẽ tập bộ môn võ cổ truyền? Vì em thấy nó hay, với lại nó làm mình phát triển nhiều cái nền tảng thể lực, kỹ thuật rồi. Em thấy nó hay, đẹp rồi, em theo. Cho chị hỏi là em tập võ cổ truyền đến nay là được bao lâu rồi? Em học võ cổ truyền được 5 năm rồi. Vậy thì cho chị hỏi là sau 5 năm thì em có nhận thấy được là bản thân mình nhận được những cái lợi ích gì tích cực không? Tất nhiên là có rồi. Em trước khi mà theo học thì em có không có biết cái gì hết á, mà sau khi học thì em cảm thấy mình thể trạng mình tốt hơn, mình có nhiều cái kỹ thuật đối kháng như là thể lực nó phát triển tốt hơn là lúc chưa tập. Thì em có nghĩ là nên có nhiều người tập môn võ cổ truyền không? Em nghĩ là mọi người nên theo học. Thứ nhất là vì võ cổ truyền nó mang tính di sản. Thứ hai là đỡ phát triển bản thân, đỡ kết nối
thêm với nhiều người cũng có cùng niềm đam mê với mình. Cảm ơn em. Chào em, thì hôm nay chị muốn phỏng vấn em một số câu hỏi về ông bộ có chuyện có được không? Dạ được. Thì giá trả là em tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Hà Minh Phú, em nay 16 tuổi. Giá chị hỏi là lý do gì mà em biết đến bộ ông bộ có chuyện? Dạ ba mẹ em giới thiệu em từ năm lớp 3. Em nghĩ là độ phổ biến của môn võ cổ truyền hiện nay như thế nào? Có đang nhiều người tập môn võ cổ truyền giống như em không? Dạ, nó đang phổ biến rộng rãi trên khắp cả nước Việt Nam. Vậy cho chị hỏi một xíu là em tập môn võ cổ truyền đến đây là bao lâu rồi? Dạ, 11 năm rồi. 11 năm. Vậy thì em thấy là sau cái khoảng thời gian mình luyện tập á, thì em có nhận được những cái lợi ích tích cực gì cho bản thân mình không? Dạ, em thấy nó trao dồi sức khỏe, với lại kiến thức về tất cả các môn kiến thức về môn võ đó. Vậy thì em nghĩ là có nhiều người tập võ võ có truyền không nữa không? Dạ có, thì nó là truyền thống của Việt Nam từ ngày xưa đến nay. Ok, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị. Cổ truyền Việt Nam không chỉ giúp cho cá nhân phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần mà còn góp phần vào việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Vì vậy, việc tập luyện võ cổ truyền Việt Nam là một hành động đáng được khuyến khích và trân trọng. Chúng em tin rằng sau phóng sự ngắn ngày hôm nay, mọi người sẽ có cho mình câu trả lời rằng vì sao nên tập luyện võ cổ truyền dân tộc Việt Nam. Và mọi người ơi, hãy cùng chúng em lan tỏa điều này đến nhiều người hơn để mọi người nhà nhà đều yêu quý và tập luyện võ cổ truyền Việt Nam nhé.